Tiếp tục series tất tần tật về một ngữ pháp nào đó thì ngày hôm nay hãy cùng review nhanh với mình về 5 cách sử dụng của ngữ pháp sự nhỏ thêm t, một ngữ pháp mà chúng ta gặp rất là nhiều từ N3 trở lên đúng không? Về cách dùng đầu tiên thì đó là danh từ 1 sự nhỏ t cộng với danh từ 2, thì đây sẽ là văn nói thường dùng thay cho danh từ 1 tối ưu danh từ 2 và mang ý nghĩa là nó sẽ đứng sau một cái tên người hoặc là tên vật cụ thể nào đó nhá. Ví dụ như là Yamada-san te shito shitemasu ka? Bạn có biết cái người mà tên là anh Yamada đấy không? Và có một lưu ý nhỏ trong trường hợp này, đó là trong văn nói thường ngày ấy, thì để cho thuận miệng hơn thì người ta cũng có thể nói thành là gì nhỉ? Yamada-san te shito shitemasu ka? Tức là sự nhỏ t và thêm u cho nó dễ phát âm. Kore wa okonomiyaki te iu tabemono da yo. Thì câu này các bạn sẽ hiểu nghĩa là gì ạ? À, đây là cái món ăn mà có tên gọi là okonomiyaki đấy. Đó, thì các bạn thấy nhá, okonomiyaki te iu tabemono desu ne. Cách sử dụng tiếp theo đó là sự nhỏ t thì nó sẽ đứng sau chủ đề của câu văn hoặc câu nói nhá. Ví dụ như là Yamada-san te yasashii desu ne. Thì Yamada-san là chủ đề của câu văn đúng không? Mình sẽ hiểu là anh Yamada thì thật là hiền nhỉ. Hoặc là một ví dụ khác như là gì đây? Nihongo benkyou suru no te muzukashii. Thì câu này mình sẽ hiểu là à, cái việc học tiếng Nhật thì có khó không? Tiếp theo về cách dùng số 3 thì các bạn sẽ thấy là sự nhỏ t này nó sẽ đứng ở trong những cái câu mà trích dẫn lại lời nói hoặc là những cái thông tin mà mình nghe được từ đâu đó, và thường nó sẽ đứng ở cuối câu mọi người nhé. Ví dụ như là Ekimae ni atarashii kafe ga dekitan datte. Là gì đây? Nghe nói là ở trước cửa nhà ga thì đã có một cái cửa hàng cà phê mới. Hoặc là một ví dụ khác như là Testo wa raishuu no kayoubi datte. Là gì đấy? Nghe nói là cái bài thi thì nó sẽ diễn ra vào thứ 3 của tuần sau. Thì đây đều là những cái thông tin mà mình nghe được từ người khác và mình truyền đạt lại cho một người khác. Nên là cái thông tin đứng trước sự nhỏ t các bạn sẽ thường đưa về cái thể thường cho mình nhé. Cách sử dụng số 4 của sự nhỏ t đó là nó sẽ dùng thay cho to ở trong những cái câu là to omo, to kaite aru, to yomu, to iu. Thì các bạn sẽ thấy là gì nhỉ? Nó sẽ đứng sau những cái trích dẫn mà với những cái nội dung mà mình nói, mình suy nghĩ, mình viết gì đó nhá. Ví dụ như là kare to hajimete hanashita kedo ii hito da na tte omotta. Đó thì các bạn thấy là ii hito da na to omoimashita. Thì bây giờ mình sẽ thay rằng gì nhỉ? Ii hito da na tte omotta. Mặc dù mới nói chuyện lần đầu với anh ấy nhưng mà tôi nghĩ anh ấy là một người thật là tốt. Kodomo no koro chichi ni gohan wa nokosazu zenbu taberou tte yoku iwareta. Thì các bạn thấy bình thường chúng ta hay nói là to iwareta desu ne. Thì bây giờ các bạn thay cho mình nhé, taberou tte yoku iwareta. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự nhỏ t nó sẽ thường dùng thay cho to trong những cái trường hợp như vậy nha. Và cách sử dụng cuối cùng là một cách sử dụng mà mình thấy rất là thú vị và đặc biệt là trong văn nói dùng rất là nhiều. Nó dịch là đã bảo là, trong trường hợp mà chúng ta muốn thể hiện cái cảm xúc nóng ruột, sốt sáng, khó chịu với đối phương hoặc là với lời nói của đối phương nhá. Thì thực ra về bản chất cái cách dùng này nó cũng dùng là thay cho to giống như cái trường hợp số 4 mà chúng ta vừa gặp ấy. Nhưng mà mình thấy khá là thú vị nên mình sẽ tách riêng ra bởi vì nó sẽ có một vài những cái lưu ý về cách nói hàng ngày nữa. Bây giờ các bạn thử nghe ví dụ như này cho mình nhá. Mado watta no wa boku janai tte. Câu này mình sẽ hiểu ví dụ như là khi mà một đứa thằng con trai đúng không, phân bua với cả mẹ là con đã bảo là, được chưa nào, con đã bảo là gì ạ, bảo là cái người mà làm vỡ cửa sổ không phải là con mà. Đó thì tức là mình muốn thể hiện cái tâm trạng khó chịu với cả lời nói của mẹ khi mà mẹ cứ bảo là con là làm vỡ cửa sổ đúng không. Đó thì là mình lặp lại cái lời nói đấy và thể hiện cái tâm trạng như vậy. Và đặc biệt là với cách dùng này thì các bạn còn có thể gặp cái cách nói là sự nhỏ t và cộng với 3 nữa nhé. Các bạn nghe chưa? Đặc biệt là trong phim hay nghe lắm này. Skatta koppu wa jibun de aratte wa. Câu này là gì ạ? Mẹ đã bảo gì đây ạ? Cốc mà đã dùng thì phải tự mình rửa đi chứ, đúng không? Sự nhỏ te ba ne, aratte wa. Đó, đã bảo là thế nào đó. Ok. Và đó là 5 cách sử dụng của sự nhỏ thêm t. Và các bạn có thể nhìn lại một lần tổng kết về 5 cách dùng này ở trên màn hình nhé. Ok, và hy vọng rằng thông qua clip này thì các bạn sẽ không còn phân vân về cách sử dụng của sự nhỏ thêm t, một cách nói mà chúng ta gặp rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày nữa nha.